9 năm 2020, trích Tin Mừng Thánh Luca chương 6 câu 38: Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Có đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng. Tác giả Tin Mừng Luca vào đề như vậy cho bài nói của Chúa Giê-xu được trình bày qua lời loan báo những phúc thật, những đòi hỏi của nước Thiên Chúa và những lời hứa của Chúa Cha cho con cái của người. Chúa Giê-xu tự loan báo sứ điệp của người cho dân chúng thuộc mọi dân tộc và văn hóa khác nhau, họ đến nghe người. Đó là một sứ điệp đại đồng, ngỏ với tất cả mọi người và tất cả có thể đón nhận để thể hiện con người của mình đã được Thiên Chúa tình yêu dựng nên theo hình ảnh người. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Chúa Giê-xu mặc khải sự mới lạ của tin mừng, đó là Chúa Cha yêu thương mỗi người con của mình bằng một tình yêu đầy tràn và người cho họ khả năng trải rộng cõi lòng của mình đến những người anh em với một lòng quảng đại càng ngày càng hơn. Đó là những lời khẩn thiết và đòi hỏi hiến tặng cái của mình, của cải vật chất, cả việc tiếp đón, lòng xót thương, sự tha thứ, cách quảng đại theo gương của Thiên Chúa. Hình ảnh phần thưởng dư đầy đổ vào vạt áo cho ta hiểu rằng mức độ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta không có mức độ và những lời hứa của người được thực hiện ngoài sự chờ đợi của ta. Đang khi giải thoát ta khỏi sự lo âu tính toán và lịch trình của ta, khỏi những thất vọng là không nhận được từ những người khác theo mức độ mình đã cho. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Về lời mời gọi này của Chúa Giê-xu, chị Kiara Lubick đã viết: Đã bao giờ xảy ra là bạn nhận được một món quà từ một người bạn gửi đến và cảm thấy cần phải đáp lại không? Nếu đã xảy ra như vậy, thì bạn có thể nghĩ đến Thiên Chúa, đấng là tình yêu, người luôn luôn đáp lại mọi món quà mà chúng ta hiến tặng cho những người bên cạnh nhân danh người. Thiên Chúa không xử sự như vậy để làm giàu cho bạn hoặc cho chúng ta. Người làm như vậy bởi vì chúng ta càng có bao nhiêu thì càng cho đi bấy nhiêu. Bởi vì như những người quản lý đích thực những của cải của Thiên Chúa, chúng ta làm cho mọi sự luân chuyển trong cộng đoàn quanh ta. Chắc chắn Chúa Giê-xu trước hết đã nghĩ đến phần thưởng của chúng ta sẽ được trên thiên đàng. Nhưng những gì xảy ra trên đời này đã là lời báo trước và bảo đảm cho phần thưởng rồi. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Nhưng điều gì có thể xảy ra nếu chúng ta dấn thân cùng nhau thực hiện lòng yêu thương này với nhiều người khác? Chắc chắn đó sẽ là mầm giống đem lại một cuộc cách mạng xã hội. Anh Jesus từ Tây Ban Nha đã kể: Vợ tôi và tôi, chúng tôi làm trong ngành tư vấn và đào tạo công nhân. Chúng tôi say mê những nguyên tắc của nhóm kinh tế hiệp thông và muốn học biết nhìn đến người khác.
Đó là những nhân viên với việc đánh giá lương bổng của họ và tìm cách thế khác thay cho việc sa thải. Đó là những người cung cấp hàng hóa bằng cách tôn trọng giá cả, việc trả tiền và những mối liên hệ lâu dài. Đó là việc cạnh tranh với những khóa học liên hệ cống hiến sự hiểu biết của chúng tôi. Đó là các khách hàng với những lời khuyên bảo theo lương tâm, bằng cách từ bỏ cả lợi tích của chúng tôi. Niềm tin tưởng nảy sinh với những người đó đã cứu chúng tôi trong cơn khủng hoảng kinh tế năm 2008 tại Tây Ban Nha. Tiếp đến, qua tổ chức Vô Vị Lợi, Hãy Trỗi Dậy Và Bước Đi, chúng tôi đã gặp người dạy tiếng Tây Ban Nha tại Côte d'Ivoire, Phi Châu. Người đó muốn thăng tiến điều kiện sống của dân làng với một phòng hộ sinh. Chúng tôi đã tìm hiểu dự án và hiến tặng một số tiền cần thiết để xây dựng. Người đó không tin chúng tôi. Tôi đã phải giải thích rằng đó là những lợi nhuận của cơ sở kinh doanh. Hiện nay, phòng hộ sinh huynh đệ được xây dựng bởi những người Hồi giáo và Công giáo là biểu tượng của sự chung sống. Vào những năm gần đây, những lợi tức của cơ sở kinh doanh đã lên gấp 10. Cùng với những cơ sở kinh doanh khác trong nhóm kinh tế hiệp thông, chúng tôi đã lập nên nhóm thương mại hiệp thông quốc tế và cùng nhau với những nhà kinh doanh tại nước Congo, chúng tôi đã đầu tư vào một nhóm mới để chuyên chở đồ ăn từ thành phố Kinshasa đến những làng xa xôi.